Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn một dịch vụ mới, đó là dịch vụ thay mới cụm chân tai nghe của điện thoại LG F620, điện thoại LG Class, mẫu điện thoại dành riêng cho thị trường Hàn Quốc. Trên tay mình đây là trọn bộ bảng main của điện thoại LG F620 tại Di động Cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp có sự cố liên quan phần chân tai nghe của điện thoại LG F620 không nhận tai nghe, dù các bạn đã thay tai nghe mới mà vẫn không được, nguyên nhân là do cái cụm chân tai nghe ở đây. Khi đó khách hàng chỉ cần đến các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ bóc tách cái phần chân tai nghe này ra và thay cụm chân tai nghe mới cho quý vị các bạn. Và đảm bảo quý vị các bạn dùng tai nghe bình thường, không bị nghe một bên, nghe chập chờn. Đó. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn, dịch vụ thay mới chân tai nghe của điện thoại LG F620, LG Class. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04-66-750-99. Kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể với khách hàng khắc phục các lỗi, sự cố liên quan đến LG F620. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại LG F620 hàng đầu hiện nay.